Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt đầu tư 472 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách để xây dựng Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Chấn thương và Bỏng tạo hình. Theo đó, trung tâm phẫu thuật này có quy mô hơn 400 giường bệnh, sẽ được xây dựng trên khu đất hơn 5.000 m2 trong khu dân bệnh viện Đà Nẵng, thuộc phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Dự án được xác định là công trình trọng điểm động lực của thành phố trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố nói riêng, khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung.